Vâng, em Lan xin chào tất cả các bác nhé. Tối ngày hôm nay thì em Lan sẽ lên báo giá và test lửa cho các bác ba cái mẫu bếp ga gọi như là siêu đẹp luôn. Cái mã của Osaka Ga này, mã của Zinai này và một cái mã của Paloma này. Chiếc đầu tiên em lên, mã số đầu tiên nhé, đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Đây là cái chiếc Paloma của cái dòng khủng long. Con này là dòng mặt đá các bác nhé, dòng mặt đá siêu siêu đẹp luôn. Dòng này thì có thể nói là cái độ bền nồi đồng cối đá siêu bền luôn. Bởi vì cái mặt của nó là hoàn toàn là mặt đá này, có ánh kim ở bên trên, rất là nổi các bác nhé. Với gam màu đỏ đen, màu đỏ này pha viền, màu đen pha viền đỏ, rất là nổi luôn. Dòng này là dòng Paloma khủng long, riêng cái cần gạt của nó là cần gạt bằng inox này, sáng bóng. Chiếc này thì có full chức năng ở chế độ cơm cháo bên bếp trái, chế độ nấu nước, chế độ chọn nhiệt độ nấu 140 đến 200 độ C ở bên bếp phải, đồng hồ hẹn giờ lò nướng, và con này có một đồng hồ nhưng hẹn giờ cho cả được ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Đó. Đây là khay nướng của bếp ạ. Lò nướng là khay nướng vị nướng này, hoàn toàn bằng inox các bác nhá. Với cái dòng Paloma khủng long này thì cái khay nướng của nó vô cùng rộng rãi luôn. Chúng ta tha hồ chế biến những món nướng, và đặc biệt thì những chiếc nồi chiếc bếp này thì quá là đẹp nữa. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Tiết lửa của nó này, tiết lửa của nó là hoàn toàn bằng đồng nguyên khối. Với cái đồng này thì chúng ta nấu tha hồ thoải mái, tức là đến khi thậm chí là bếp hỏng thì chưa chắc là tết lửa đã hỏng đâu, tức là cái độ bền của nó rất là cao, ở trên là có chắn dầu mỡ bằng inox luôn. Đó, họng bếp đã được dọn dẹp rất là sạch sẽ rồi. Dòng nồi đồng cối đá, một trong những cái dòng Paloma khủng long siêu bền luôn. Đặc biệt, một cái chi tiết rất là đặc biệt ở cái con bếp này, nó là tháng 12 năm 2021, đời sản xuất quá là cao các bác nhá, đời sản xuất cực kỳ cao luôn, đời 2021. Đó, một chiếc bếp mặt đá có thể nói là siêu đẹp, siêu bền và đời khá là cao. Đó. Chiếc này thì em test lửa luôn cho các bác xem về lửa này, cũng như là để chức năng cảm biến nhiệt của bếp luôn nhé. Tất cả dòng bếp bên em đều có chức năng là cảm biến nhiệt tự động, tắt bếp, tự động khóa ga. Khi mà chúng ta đặt nồi lên đây thì cái tim cảm biến này nó sẽ đo nhiệt độ đáy nồi, cảm biến cái nhiệt độ bên dưới đáy nồi. Nếu mà nước trong nồi nó cạn đi thì nó nhiệt độ nó đẩy lên cao, thì cái cảm biến này nó sẽ đo nhiệt độ. Đạt đến cái mốc 250 độ C là bếp sẽ tự động tắt. Dòng này thì có cái bộ kiềng nó rất là to, là dày, và nó ôm trọn lấy cái đế kiềng bằng gang, hợp kim gang luôn. Cái gì nó cũng là đã là chắc chắn rồi thì cái gì nó cũng chắc chắn hết các bác nhá. Một con bếp nhìn vô cùng bền bỉ luôn. Chiếc này thì em test luôn lửa cho các bác này. Đó, ở đây thì có điều chỉnh gạt to gạt nhỏ này, to này, các bác thấy không? Lửa rất là to luôn nhá. Lửa phần chỉ lửa cực đẹp luôn. Màu lửa cũng rất là xanh nhá, màu lửa rất là xanh. Và đối với test lồng đồng này thì chúng ta có một cái lưu ý này. Đối với test đồng thì nó lại siêu bền, siêu chịu nhiệt. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta khởi động bếp lên nhá, thường thường thì chi lửa nó không bắt đều lửa. Chúng ta dùng cần gạt này gạt đi gạt lại nó sẽ rất là đều luôn nhá. Và lửa của bên bếp phải này sẽ to hơn lửa bên bếp trái. Chúng ta cùng cảm nhận qua cái màn hình đúng không ạ? Bên bếp trái này nhỏ hơn bên bếp phải này. Và bây giờ em sẽ đặt lên đây một cái nồi để em test về chức năng cảm biến nhiệt, tức là giống như em nói lúc đầu là khi nhiệt độ lên cao, nước ở trong nồi nó cạn đi, nhiệt độ đạt đến mức 250 độ C trở lên thì bếp sẽ tự động tắt nhá. Còn bên này sẽ em sẽ test một cái chức năng, đó là chức năng gió thổi tắt bếp, thì bếp sau thời gian 7 đến 10 giây sau thì bếp sẽ khóa ga tự động cho chúng ta, rất là an toàn. Và em sẽ test cái chức năng gió thổi tắt bếp cho mọi người nhá. Bây giờ thì em thổi bếp đi này, em cho lửa nhỏ em thổi bếp đi, giả sử như trong trường hợp chúng ta đang nấu ăn mà cái tác động bên ngoài nó làm tắt bếp nhá. Đó, em đã thổi nó đi rồi. Sau thời gian 7 đến 10 giây sau thì bếp sẽ khóa ga tự động. Chúng ta cùng chờ đợi xem 7 đến 10 giây sau thì bếp sẽ khóa ga như thế nào nhá. Đối với bên này thì em test luôn chức năng, này là chức năng nấu nước này. Chức năng chọn nhiệt độ trên giá, chọn nhiệt độ nấu từ 140 đến 200 độ C nhá. Đó, đây là chế độ 3S. Nếu chúng ta ấn và giữ 3 giây này là thực hiện chức năng 3S này. Dùng cho chiên rán và rang đồ khô. Chúng ta rang lạc, rang vừng hoặc là chiên rán ở nhiệt độ cao. Chúng ta sử dụng cái nốt 3S này để hủy chế độ cảm biến đi. Vâng, tín hiệu khóa ga từ bên bếp bên tay trái. 12, 1 là tín hiệu khóa ga các bác nhé. 12 và 1 là tín hiệu khóa ga. Đây thì em sẽ test luôn chức năng khóa ga cho các bác này. Một chiếc bếp Nhật là gọi như là siêu đẹp, siêu bền và siêu nhạy luôn. Đó, chức năng khóa ga rất là an toàn rồi. Với chức năng này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm khi đi ra ngoài, đi làm công việc khác, không có sợ bị cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra nhé. Bởi vì ga đã khóa rất là an toàn, nó sẽ tránh được cái tình trạng là cháy nổ. Đó. Lửa tiếp xúc vào nó cũng không bốc cháy.
Vâng, đây là cái thông số thể hiện cái sự khóa ga của bên bếp bên tay trái các bác nhé. Thông số 121 là biểu tượng của khóa ga, là thông số khóa ga của bên bếp bên tay trái. Bếp bên này đã khóa ga an toàn rồi. Thì bây giờ thì em sẽ test luôn này, chức năng này. Chức năng nấu cơm, nấu cháo này, cơm này, cháo này. Cơm này, cháo này, rất là ok đúng không ạ? Đó, chức năng thì ok, bên bếp trái rất là ok rồi. Và bên bếp phải thì chúng ta đang chờ đợi cái quá trình cảm biến nhiệt. Nó tự động tắt bếp, tự động khóa ga. Còn lò nướng thì sau khi chúng ta khởi động lên nhá, thì nó sẽ cho hẹn giờ lò nướng này. Và bếp bên tay trái em bật lên này, thì đây đồng hồ hẹn giờ này, chúng ta hiển thị này. Đó, bếp bên tay trái là hẹn giờ tay trái là tăng cộng giảm trừ nhá. Tối đa là 99 phút ạ, tối thiểu là 1 phút. Hết 1 phút thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga. Và lò nướng cũng như vậy các bác nhá. Lò nướng cũng như vậy luôn. Đây là bếp bên tay phải, hẹn giờ bếp bên tay phải này, tăng cộng giảm trừ này. Đó. Này. Nó có thể hẹn giờ cho cả ba bếp trên một đồng hồ các bác nhá, trên một đồng hồ. Đó. Hẹn cả ba bếp trên một đồng hồ luôn. À em quên đi, em lại tắt cái lửa bên bếp bên tay phải. Em đang tắt cái chức năng cảm biến nhiệt. Trong quá trình đợi chờ quá trình cảm biến nhiệt, sẽ giới thiệu qua một chút về cái chiếc bếp mã số M2. M2 ngày hôm nay em lên cho các bác chiếc xin này full chức năng với đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng nữa như thế này. Mặt của nó là mặt hoàn toàn là mặt kính màu ghi xám, mặt kính màu ghi xám có ánh kim này. Đó, con này thì màu sắc là rất là sạch. Xung quanh viền của nó là viền thép mạ men các bác nhá, viền thép mạ men, kiềng là kiềng từ thép chống dĩ này. Đó, với cái tét lửa cũng bằng đồng luôn, tét lửa bằng đồng luôn. Đó, trên là phía trên là bằng inox. Con này thì kiềng cái chắn dầu mỡ này là bằng inox luôn này. Với cái dòng Zinai full chức năng này và hai đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ hẹn giờ cho bếp bên tay phải, đồng hồ hẹn giờ cho lò nướng này, hai đồng hồ hẹn giờ các bác nhá, với hai tầng lửa luôn. Đó, chiếc bếp này thì em đang bán ra cho cả nhà với cái giá là, con này em bán là kiềng thép này, là 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng cái chiếc Zinai full chức năng hai đồng hồ hẹn giờ hai tầng lửa như thế này. Giá là 4 triệu đồng với mã số M2 em lên. Một cái mã số M3 cũng đến từ cái dòng mặt kính. Ngày hôm nay thì em lên mặt kính và mặt đá thôi các bác nhá. Cũng đến từ dòng mặt kính của Osaka. Chiếc này thì nó là viền thép mặt đá, mặt kính như là vân đá. Nó vân vân như thế này thì chúng ta trông giống như là mặt đá nhưng nó là mặt kính các bác nhá. Là mặt kính. Và bên này thì sẽ có một bên sẽ có một bên cảm biến nhiệt đây, một bên bên phải cảm biến nhiệt và một bên không có tim cảm biến. Tức là đối với cái bên cảm biến này thì chúng ta có thể kho cá, kho thịt hoặc nấu những cái món ăn mà cần cái thời gian để chúng ta để lâu ở trên bếp ấy, mà chúng ta cảm thấy phải có cảm biến để nó tránh cái trường hợp mà cháy nồi cạn nước. Tránh cái tình trạng mà nó cạn nước bị cháy nồi thì chúng ta nấu bên bếp bên tay này, bên tay phải này. Còn đối với cái bên không cảm biến này thì chúng ta có thể xào này, nấu này, chiên này, rán này, hoặc là nấu nước, nấu canh này. Rất là tiện lợi các bác nhá. Sự kết hợp giữa một bên cảm biến và một bên không cảm biến thì giúp cho chiếc bếp này nó rất là tiện lợi khi mà chúng ta nấu ăn. Đó, giữa một bên chiên rán và một bên chúng ta có thể kho cá kho thịt các bác nhá. Con này thì nó là cái dòng Osaka ga full chức năng, chế độ chọn nhiệt độ chiên rán 160-200°C, nấu nước sôi này, nấu nước này, và chế độ nấu cơm nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ lò nướng và có hai tầng lửa đồng hồ lò nướng luôn. Con này thì đời của nó là rơi vào đời 2015, một cái đời cũng rất là đẹp các bác nhá. Đối với dòng mặt kính đó, lò nướng ở giữa như thế này hoàn toàn bằng inox của Nhật hết, khay nướng vĩ nướng hoàn toàn bằng inox của Nhật. Đó, rất là đẹp, rất là lãng mịn luôn. Chiếc Osaka ga này thì vừa rẻ này, vừa lửa thì rất là đẹp này, mà nó lại là dòng mặt kính nữa. Thì em bán hàng bán cái dòng mà Osaka này thì rất là đắt hàng các bác ạ. Về con nào là hết con đó thôi. Đây là cái dòng thọng đúc nữa, nó lại siêu bền nữa. Đấy, đây là cái chắn tét lửa đấy. Có một số người thì gọi là chia lửa, gọi là tét lửa, nó đều là giống nhau các bác nhá. Gọi đều là một cái chung thôi. Đó, cái này là bằng nhôm nguyên khối từ nhôm carbon đấy. Ở bên trong họng bếp nó là họng đúc, nó là dòng họng đúc thì nó là siêu bền rồi. Nồi đồng gối đá là siêu bền luôn. Đó, giữ kết hợp giữa một bên cảm biến và một bên không cảm biến để giúp cho con bếp này nó vô cùng tiện lợi các bác nhá. Đôi khi thì chúng ta nấu ăn chỉ cần một bên cảm biến thôi, đúng không ạ? Một bên kho cá kho thịt thôi, còn bên còn lại thì đương nhiên là một bên còn lại thì nó không có chức năng cảm biến thì chúng ta có thể tha hồ nấu chiên rán rồi xào nấu chiên rán nhá. Rất là tiện lợi.
Vâng, với cái chiếc bếp này thì em đang bán ra cho các bác giá là 2 triệu 500 nghìn đồng thôi. 2 triệu 500 nghìn đồng một chiếc bếp kính các bác nhá. Bếp kính full chức năng đồng hồ hẹn giờ 2 tầng nữa. Một giá thành rất là vừa phải mà rất là phù hợp với các bác mà có tuổi, chúng ta chỉ dùng cần một bên như thế này thôi. Đó, một bên không cảm biến, thật rất là tiện lợi và thông dụng. Đó, chiếc bếp mặt kính 2 triệu 500.000 đồng là mã số M3 em lên. Bác nào ưng mã nào thì chụp màn hình giúp em nhé, hoặc là liên hệ lại số Zalo cho em. Đó, chụp màn hình giúp em trong cái video ngày hôm nay với mã số M3. M2 là 4 triệu đồng với chiếc bếp full chức năng 2 tầng nữa, rất là đẹp luôn. Còn cái M1 M1 này là cái chiếc bếp mà cái dòng mặt đá của khủng long, tức là đây, em cho các bác xem đời sản xuất của nó này. Đời sản xuất của nó là tháng 12 năm 2021 đây ạ. Các bác nhìn thấy rõ không? Tháng 12 năm 2021 nhé. Một cái năm sản xuất rất là cao. Đấy, một cái chiếc bếp mà mặt đá đời cao như thế này thì rất là hiếm các bác nhá, rất là hiếm luôn. Chiếc này thì em đang bán ra cho cả nhà với giá là 5 triệu 200.000 đồng các bác nhá. 5 triệu 200.000 đồng dành cho chiếc bếp đời cao, cũng là dòng như thế này thôi nhưng mà đời thấp hơn, đời tầm 2014 2015 thì giá của nó khoảng tầm 4 triệu 7 thôi các bác nhá. 4 triệu 700.000 đồng thôi. Nhưng chiếc này là đời 2021 thì giá thành của nó cao hơn. Em đã nhận tín hiệu ngắt cảm biến từ bên bếp tay phải rồi. Tức là nó tách một cái là nó đã ngắt cảm biến rồi các bác nhá. Với cái chức năng này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn khi mà nấu ăn, nó không có hiện tượng bị cháy nồi hay là cháy nồi hoàn toàn xảy ra nữa. Đó, một cái chức năng rất là an toàn của dòng bếp Nhật. Ngày hôm nay thì em lên cho các bác ba mã. Mã đầu tiên là Paloma khủng long mặt đá. Mặt đá vô cùng bền bỉ luôn. Chiếc này là 5 triệu 200.000 đồng đời 2021 các bác nhá. Nếu mà đời thấp hơn thì 2010 mấy thì rơi vào khoảng 4 triệu 700 nghìn đồng thôi. Nhưng con này là đời 2021, các bác nhớ cho em nhé. Lưu ý cho em là không phải là mình bán đắt đâu, mà cái này là đời cao, nó lại dòng đời cao mặt đá nữa, cho nên là nó đã rất là đắt rồi. 5 triệu 200 nghìn đồng. Mã số thứ hai là 4 triệu đồng với cái dòng Zinai full chức năng. Dòng này cũng khá là thông dụng mà rất là nhiều người tin dùng. Và dòng thứ ba nữa là có nỗ Sakaga mặt kính giả đá với 2 triệu 500.000 đồng một bên cảm biến, rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác ưng mã nào chụp màn hình giúp em nhé, từ M1, M2, M3. Đó, các bác ưng mã nào chụp màn hình giúp em hoặc liên hệ lại xuống cho em theo số Zalo, em để chạy dọc suốt hành trình video ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.